Nô tức của mới nhau hôm nay tướng lại chơi tám trò chơi các tướng ban lại trước này. Tại con này này, ô nó sẽ lắp tướng đây, con này nó sẽ xuất hiện ra này, nó sẽ đuổi chúng ta sẽ phải chạy, chúng ta chạy thôi, nó sẽ chạy vào đây, chúng ta mà không chạy nhanh là sẽ bị nó bắt luôn. Chúng ta sẽ nhảy qua đây tiếp. Chúng ta nhảy qua đây này. Chúng ta nhảy qua đây. Ăn vào cái này. Ô, con kia nó đuổi rồi, chúng ta sẽ chạy theo con này. Chúng ta vào đây. I don't understand. Chúng ta vào đây. All I asked you was to go talk to a witness in order for us to find the whereabouts of Jumbo Josh. How did that end up with you running away from a crazed bitter giggle on rooftops? Chúng ta sẽ đứng cái đây tí nó, con kia nó sẽ đập cửa nè, chỉ thống với con này. Don't make any noise. Đã, chân. Ta đợi thì nó sẽ vào đây. Cái nó đến đây nó sẽ chiến đấu với con này nhé. Nó có đây. Đây chúng ta sẽ đợi. Nên ta đợi thêm một tí nữa này. Cái nó đuổi nhanh thế mà nó đây là nó sẽ chiến đấu với con này đây. Kia nó biến đánh thắng con kia nó biến ra con này này. Just leave me alone, please. Chúng ta sẽ
Sau đó chúng ta sẽ mở cái cửa này ra này. Đây mở cổng này ra. Chúng ta sẽ đi. Chúng ta xuống dưới đây. Chúng ta sẽ phải đi ra ngoài đây. Chúng ta sẽ ăn lên trên đây. Chúng ta nên lên lấy cái thẻ trên đây này. Này cái thẻ trong đây. Meu herói retornou! O que estava causando todo aquele barulho? Eu ouvi algumas coisas realmente estranhas. Quer saber? Eu não ligo. Tudo o que me importa é que eles estejam quietos agora. Thở về cho nó nói chuyện này, chúng ta mới lấy được cái thẻ nhá. Talvez você não seja tão ruim assim. Chúng ta sẽ đi xuống. Ta sẽ sang bên đây. Đây chúng ta sẽ lấy cái này ra. À chúng ta sẽ sang bên kia chứ. Đây chúng ta sẽ sang bên đây. Ồ con này đây. Đây chúng ta sẽ sang bên đây này. Kannst du bitte deine Stimme ein wenig senken? Ich bin in einem Anstarrwettbewerb. Mein Körper ist viel sein. Stärker, als ich erwartet habe. Das ist die Nähe, Jenna. Ich glaube, nein. Ja, das ist schon sie da. Can't say I'm happy to see you alive and well. That crazy leech cannot turn me into one of his minions, but it is still dangerous for me to wander out there. I want you to think of the amount of terror that the children would feel at the sight of even just one of these. What happened? Why am I here? Must find a way out of this place. A drone? I can control it with that remote. Got one. Where's the other? Chúng ta sang bên đây, chúng ta lấy cục pin thứ hai này. Để qua đây. Đây, cục pin thứ hai. Finally, I can fly the drone now. Chúng ta nhảy qua này. Tính là chúng ta bị rơi xuống. Chúng ta không thể cẩn thận là chúng ta rơi xuống này. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Ta sẽ vào gặp cái cool con này. Robot, but it's missing some parts. Chúng ta phải if I find nắp ghép will this robot come back to life? Đây, chúng ta sẽ vào đây. A big maze? How can I get out of here?
ta phải đi hết cái chỗ này nha. Đây, chúng ta không được gặp con đỏ, sát con đỏ này nó sẽ bắt đấy. Đây sẽ xong đây. Chúng ta xem lại cái thẻ này. Which door will this open? Cái cánh tay này. A door just opened. Where does it lead to? Sẽ mở cửa cho chúng ta. Got the bot's arm. Đây. Where is its head? Chúng ta phải tránh xa con này nha, con này nó sẽ đuổi nó bắt ạ. Ô, con này nó đây. À, chúng ta lại sang bên đây. Chúng ta sẽ nắp nắp đây. Đây, một bên cái tay, một bên bên đầu. Chúng ta sang bên đây nha. A door just opened. Where does it lead to? Nó chặn này, chúng ta phải đi qua này. Thật phải đi cẩn thận, không nào nó rơi đây đấy. Là nhảy lên đây. Chúng ta sẽ lấy cái thẻ này. Which door will this open? Cái tay này. Chúng ta sẽ nhảy xuống dưới đây, trượt. Hay nó mở cái này ra nè. Chúng ta sẽ nắp cho con này. Đây là cái chân chứ. Đây là cái chân. Còn một bên đầu nữa. Chúng ta sẽ xem bên đây. Chúng ta vào đây chúng ta sẽ chơi. Got it three times and I give you key card. Ready? Let's go. Guess which cup has the ball? Đây, quả bóng đây. Correct. Chúng ta chơi tiếp. Guess which cup has the ball? Đây, vẫn chỗ này. Correct. Chúng ta mà sai thì chúng ta thua đấy. Guess which cup has the ball? Đây, ở giữa này. Đây, chúng ta thắng này. Nice job. I will give you key card as promised. Ta được cái thẻ này. Which door will this open? Ta sẽ sang cái cửa bên kia. Đây, chúng ta sang cửa bên đây, chúng ta tìm bên đầu. A door just opened. Where does it lead to? Đây, chúng ta sẽ đi qua những cái này. Đây, bên đầu đây. Đây, chúng ta cẩn thận là nó sẽ đập. Là chúng ta sẽ nhảy lên đây. Chúng ta là cái này. Time to go back. Đây, cái này là chúng ta đã lắp xong. Chúng ta nó này đủ này. Bây giờ chúng ta đi lắp nốt này. Đây, chúng ta lắp nốt cho con này. Thank you, stranger. You brought me back to life. Thank you. I will follow and protect you. Cảm ơn. Let's go. Let's go. Đây, nó vào nó sẽ chiến đấu mấy con xanh kìa. Đây, con chiến đấu với nhau nè. Chúng ta sẽ đi lên đây để tiêu diệt con xanh nha. Đây, chúng ta sẽ chỉ cái súng này bắn vào con xanh nha. Chúng ta sang bên đây tiếp. It's working, sir.
nắp bốn cái em bắn được nó, tiêu diệt được nó. Này. À, chúng ta sẽ lên trên đây, chúng ta lại quay súng này vào. Là cái súng này nè, ta sẽ giật vào chúng ta bắn. Nó đã bị. Thank you. But I am too damaged to keep going. Please go on without me. Con này nó đã vặt mấy con ấy mệt quá đấy. Này con xanh kia nó đã bị. À, thôi chúng ta sẽ vào đây là chúng ta vào cửa này. À, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ ba. Poppy 1. Đây, mọi người đợi tính nha. Nọc quá đẻ. À, chúng ta sẽ vào đây. À, chúng ta sẽ chơi con nào. Chúng ta sẽ ra đây. Là nó ra là chúng sẽ đuổi chúng ta. À, chúng ta sẽ chơi nó. Nó đuổi con đấy đó, chạy nhanh. À, chúng ta chạy đó. Là nó chạy kìa. Chúng ta sẽ cho nó vào gần đây. Nó đến rồi. Nó cứ vào những chạy chạy thôi. Ta phải chạy thật nhanh. Chạy chậm là sẽ bị nó bắt luôn. Đây nó đuổi đến trên đây này. Đấy. Đấy thôi. Đây chúng ta sẽ chờ đứng đây. Chúng ta mà chạy chậm là nó sẽ bị nó bắt luôn. Nên đây chúng ta sẽ rẽ tay trái này. Đây, rẽ trong cái lỗ này. Cái này chúng ta sẽ rẽ tay phải luôn. Nó ống cửa vào rồi, nó đây này. Nó đuổi nè. Chúng ta chạy đâu rồi. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Chúng ta sẽ quay lại nhìn thấy nó. Nó đuổi rồi, chạy nhanh. Chúng ta sẽ kéo cái này xuống để nó rơi vào đầu con này. Nó bao giờ chúng ta sẽ diệt, chúng ta sẽ đi lên trên đây. Nào, chúng ta sẽ lấy con băng này, chúng ta sẽ nắp vào đây. Nên nó sẽ bật TV này. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Those who are beneath us understand it or not. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Poppy 2. Mọi người sẽ đợi tí nha.
Hát game. Chúng ta dừng lại. Các thứ nhạc chúng ta chạy. Rồi nó rồi cần đến đây chỗ. Chúng ta không chạy nhanh là sẽ bị nó bắt đây. Nó chạy đến đây này. Chúng ta sẽ nhanh không? Nó chạy đến kia rồi. Nó sẽ trèo lên. Để nó trèo lên cái dây trên đây này. Nó đang bò xuống cái chỗ đó. Để nó trèo trên đây này. Nó chạy đâu. Đến đây rồi. Ra nó trên đây. Chúng ta chạy thôi. Ra nó trên kia. Chúng ta phải chạy nhanh. Chúng ta sẽ chạy lên đây. Chúng ta sẽ đi lên. Tắt cái này ra. À nó kìa. Chúng ta tới đây nè. Chúng ta lên đây là nó sáng bắt được nhá. Dạ nó đang dưới đây. À chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Sẽ đi vào đây. Rồi, chúng ta sẽ đi lên theo này lên này.
ta sẽ đi xuống này. Ta sẽ đi sang bên đây. Kéo lại xuống một tí đã. Ở đâu? Chúng ta phải lên tiếp. Chúng ta phải xuống nè. Chúng ta sẽ đi xuống này. Chúng ta sẽ sang bên đây. Chúng ta lại quay cái này sang. Thank you.
chúng ta lắp xong rồi. Chơi tiếp theo. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo.
Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Nó đâu? Nó đây này. Chúng ta sẽ nhanh luôn.
Đây rồi. Phải mở cái này ra. Đây rồi, đây nè. Đến đây là nó không bắt được chúng ta nha. Chúng ta sẽ cho nhảy múa tí. À, chúng ta cho nó bắt này. À, chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Chúng ta sẽ đợi mạng nó lên đó nha. Cho bấm nút. Này, là xem. Cục bê cầu vồng. Là cành trường thoa chúng ta sẽ vào đây. Ồ, con này đẹp quá đây. Đây là thằng vào trường người khác bắt chơi này. Đây chúng ta bỏ phiếu này. Anh em bỏ phiếu nhanh lên nào. Đây chúng ta sẽ vào trong. Đây nó sẽ mở cho hai con quái vật ra. Đây, chúng ta sẽ đi vào. Chúng ta quay lại.
ta sẽ đi tìm tiếp. Chúng ta lắp vào đây đã. À, chúng ta sẽ lên đây chưa? Chúng ta còn sáu con, sáu anh em. Chuyển tiếp này. Ta sẽ tìm 15 cái.
Tạm biệt. Ta cẩn thận con chim của nó sẽ bắt ha. Đây, chúng ta đã hoàn thành rồi. Bỏ cái nào sẽ bắn này. Chúng tôi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.